Sáng nay ngày 22 tháng 9 năm 2017, phóng sự Hương Sắc Đỗ Sinh có về thăm vườn cảnh nhà anh Trần Tuyên, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Đây là quang cảnh khuôn viên sân vườn, những hình ảnh cây cảnh nghệ thuật trong sân vườn nhà anh. Đến với tác phẩm đầu tiên, anh Tuyên có giới thiệu những cái nét về giá trị nghệ thuật của tác phẩm này. Xin mời anh. Xin giới thiệu với các bạn. Đây là một cây xanh có mang chủ đề là dáng nàn. Vâng. Đấy, và tôi rất tâm huyết với cái cây này là vì nó hội tụ đầy đủ tố chất của một đời sống xã hội. Đấy, từ gốc rễ cội nguồn và các tay tán là nó mang tính chất là một cái xã hội đoàn kết, văn minh và phát triển. Vâng. Đó là cây xanh này tôi đã mua phôi cách đây là đến 17 năm rồi. Đó, và đã nuôi trồng cấy nó lên rồi. Xanh này xanh quê đấy anh nhỉ? Vâng. Tác phẩm xanh quê dáng làng. Anh Tuyên vừa mới chia sẻ với chúng ta. Chúng ta quan sát cái bệ của một gốc xanh quê thì thường là rễ nó nhỏ. Như chúng ta vẫn hay gọi là rễ bún ấy. Mà qua một thời gian trên bệ rễ đã bệt vào khối đá. Cỏ dại thành cây đẹp. Cỏ dại thành cây đẹp. Bên này là củ lai ra đi rồi. Sáng trời đông thấy qua thấy ai đâu? Nay 20 tuổi cuộc đời. Tuổi các cụ thôi chứ tuổi thật thì không được. Mà năm ngoái là đây làm lên lại. Ừ thì cuộc đời cứ là thì ông nào thế mỗi ông một vẻ, làm nào làm hai cái vui cuộc đời. Thế là quay đưa đi làm một tí hả? Này làm tí là giới thiệu quảng cáo. Nhìn cái gốc cây cây trông này thôi nhưng mà đưa vào ảnh cái là nó lệnh hình như bác nhá. Cho nên là xem ảnh thì xem thôi, mình nó biết rồi, xem để mà xem nó phải nhìn mắt thật. Các bác đi quanh những cái tác phẩm bonsai các bác thưởng thức cái cây của ấy đi. Đời thường thì nó bình thường, đưa vào phim ảnh thế nào kìa. Yêu cầu của phóng viên này ra để cho nó đây cái dưới anh nhỉ? Cái dưới Vũ Phúc. Vâng, cái dưới hay đấy. Cái dưới bác làm dáng thế Ngũ Phúc. Nó nhỏ nhưng cái gốc của nó cũng là có cái điểm nhấn. Bên này là gốc cây kia là cây si. Si này là si tàu. Si tàu. Si này si tàu. Yeah, yeah, yeah.
Em hỏi công chuyên, công chuyên bảo người ai tôi để đấy. Mai đưa rồi, 5 giờ chiều nay các cụ đi hỏi thăm. Thì sáng đi trẻ dục đi qua, thấy nhà mở cửa điện sáng ra mà thôi thế này tình thế là nguy cầm rồi. Thế nhìn thấy xe đây thì hoài giấy. Chứ không có, không nhìn thấy đây chứ. Sáng đi trẻ dục sớm thì thấy. Thì sẵn, như thế là báo động từ sớm. Còn tại lúc nào thì gần trưa chưa rõ. Cần thăng. Vâng. Đây là tác phẩm Cây cần thăng. Láng Huyền. Ngoài. Ngoài Huyền. Bán Huyền. Luôn ra cho các. Đang quay video thì trời đổ ập xuống mưa rất to. Hương Sắc Đô Sinh phải nhảy lên trên hè đứng. Chúng ta cùng nhau thưởng thức một đoạn video 1-2 phút cảm hứng dưới cơn mưa. Không mở.